Cảnh sát Slovakia tiếp tục điều tra Tô Lâm và đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam. Về việc cảnh sát Slovakia vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tờ Nhật báo Denik N của Slovakia cũng trích lời công tố viên Sona Juriková nói rằng các thanh tra viên sẽ chỉ tập trung vào việc điều tra những người châu Á mà có nhiều khả năng nhất là các công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những người đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Berlin. Cuộc điều tra của cảnh sát Đức về vụ bắt cóc vẫn chưa kết thúc. Một đồng phạm, Nguyễn Hải Long, đã bị kết án. Cảnh sát Slovakia chưa thẩm vấn ông Lê Hồng Quang vì ông ta không còn sống ở Slovakia, nhưng ông vẫn là công dân Slovakia, mang quốc tịch Slovakia. Và cảnh sát ít nhất cũng có thể thẩm vấn ông ta thông qua trợ giúp pháp lý từ nhà nước Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2018, điều tra viên của Thanh tra Bộ Nội vụ đã bác bỏ đơn tố cáo hình sự về việc các viên chức chính phủ Slovakia lạm dụng chức vụ trong vụ Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi EU bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Điều tra viên đã đi đến quyết định này vì không có bằng chứng để khởi tố hình sự hoặc các truy tố khác. Bộ phận báo chí của Bộ Nội vụ nói với hãng thông tấn Sita của Slovakia, quyết định này sau đó đã bị khiếu nại. Đơn khiếu nại được chuyển lên cấp cao hơn xem xét. Cuối cùng, công tố viên thượng thẩm đã bác bỏ đơn khiếu kiện này hồi thứ Sáu tuần qua, 30 tháng 11 năm 2018. Ngoài người cung cấp thông tin, cũng là người đưa đơn tố cáo nêu trên, các nhà điều tra Slovakia đã thẩm vấn 23 cảnh sát và viên chức chính phủ Slovakia. Ngoài ra còn yêu cầu báo cáo từ 15 cơ quan như Bộ phận Kiểm soát Biên giới ở Ruzino, sân bay Bratislava, Cơ quan Tình báo SIS, Cơ quan Tình báo Quân sự. Theo bản kết luận điều tra ra ngày 12 tháng 10 năm 2018, thì cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak hoặc là một trong những cảnh sát viên hoặc những viên chức khác đã không tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Như vậy, sau gần 3 tháng điều tra, Slovakia đã đình chỉ điều tra các nghi can người Slovakia, cảnh sát và viên chức chính phủ về việc lạm dụng chức quyền. Tuy nhiên, các nhà điều tra Slovakia không loại trừ sự nghi ngờ rằng phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đã thực hiện lạm dụng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa nạn nhân bị bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Do đó, cảnh sát Slovakia tiếp tục điều tra vụ bắt cóc này. Bất kỳ hạn chế nào về quyền tự do cá nhân của một công dân Việt Nam do người của nước ông ta thực hiện thì vẫn đang được điều tra và sẽ bị truy tố hình sự về vụ việc này, ông Peter Lazaro, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Slovakia cho biết. Về việc cảnh sát Slovakia vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tờ Nhật báo Denik N của Slovakia cũng trích lời công tố viên Sona Juriková nói rằng các thanh tra viên sẽ chỉ tập trung vào việc điều tra những người châu Á mà có nhiều khả năng nhất là các công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những người đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Berlin. Theo lời khai của ông Radovan Kulak, vụ trưởng lễ tân của Bộ Nội vụ và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kalinak trong các cuộc thẩm vấn, thì Lê Hồng Quang đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc họp giữa hai phái đoàn Việt Nam và Slovakia tại khách sạn Boric để ngụy trang cho việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi EU bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Cảnh sát chưa thẩm vấn ông Quang vì ông ta không còn sống ở Slovakia, nhưng ông vẫn là công dân Slovakia mang quốc tịch Slovakia và cảnh sát ít nhất cũng có thể thẩm vấn ông ta thông qua trợ giúp pháp lý từ nhà nước Việt Nam. Cuộc điều tra của Đức về vụ bắt cóc vẫn chưa kết thúc. Một đồng phạm Nguyễn Hải Long đã bị kết án. Slovakia vẫn chưa đóng băng quan hệ với Việt Nam, mặc dù hiện nay Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội không có đại sứ mà chỉ có người đại diện, Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajsak cũng yêu cầu Bộ trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh giải thích. Nếu không đi bằng chuyên cơ của Slovakia, thì Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đã về nước bằng cách thức như thế nào, bằng con đường nào? Cho đến nay vẫn chưa nhận được trả lời. Lajsak nói rằng đang chờ sự trả lời chính thức của phía Việt Nam và sau đó sẽ hành động. Các bạn vừa nghe bài của Hiếu Bá Linh, thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chào các bạn.